thôi thì cuộc tình này coi như bỏ. Đấy là tôi nói cái bức tranh này, nọ vẽ xong mà không ưng ý lắm, định vứt một xó đấy, nhưng mà tức tiền cái khung tranh lại mang ra vẽ lại. Đầu tiên phủ một lớp như thế này làm lại từ đầu. Trong lúc đợi nó khô rồi tôi sẽ xuống nhà bơi. Kiểu đang vẽ thì mất hứng, cái gì mà đã mất hứng rồi, kiếm chuyện khác làm cho khuây khỏa. Bơi lội tắm rửa cơm nước xong thì nó cũng khô rồi. Lúc này đã 9-10 giờ tối rồi, lại định thôi để mai vẽ, nhưng mà nhìn thấy cái nền khô xong màu cũng khá là đẹp nên là có cảm hứng lại vẽ luôn. Để mai thì nó lại tụt hứng. Khác một bức tranh đơn giản thôi là như thế này, một đôi tình nhân nắm tay hoàng hôn trên cánh đồng chiều tà. Đâu chính ra tôi không có người yêu nhưng mà tâm hồn rất là lãng mạn nhá, nào cũng chỉ thích vẽ tranh tình cùm thôi. Nếu mà nó vẫn chưa vận vào người cho thì không có ai yêu ngắm tranh ăn nổi phần nào cũng được. Lúc mà tôi nghĩ là tôi may là tôi biết vẽ, không là cũng là buồn chết. Lúc nào buồn mà cũng là vẽ tranh thì cũng gọi là khoai khỏa, thoảng nhờ tranh vẽ lại kiếm được tiền. Đấy thôi lại thấy may mắn, lại không đòi hỏi gì thêm nữa, và biết ơn cuộc đời. Và cái bức tranh hôm nay của tôi là tôi quá là ưng luôn. Bye bye.